Xin chào cả nhà nhé, đây là trận bóng giao lưu giữa tổ khoa học và tổ tự nhiên của trường Trung học cơ sở Tân Quang. Và bây giờ các thầy cô đang thi đấu và có treo giải đàng hoàng nhé cả nhà nhé. Đó, treo giải. Và đây thầy Vượng. Mời cả nhà mình cùng xem nhé. Chào mừng 20 tháng 10. Đội đang cân sức cân tài, 12 đều. Bóng không qua lưới. Thầy Vượng không cứu nổi à? Trời ơi,
Bóng này bóng da nên khá là đau tay. Sáu à? Tuấn ơi. Không cứu được rồi. Tỷ số đang là 17-23. 17-24. Điểm cho tổ tự nhiên. Nốt một quả nữa để cắt đi. Tổ xã hội sau một hiệp một thua, trận là một thua thì đã thêm một đồng chí vào. Bà đi bộ à? Dạo này không có đồng đội nên là đi lẹ lên trường. Dung ơi. Tổ xếp vừa nãy là tự nhiên thắng.
169 à? Đẹp nha. Đẹp thế. Rồi. 23 còn 2 quả nữa thôi. 23 19 rồi. Ôi 24 20. Việt ơi, còn một quả nữa thôi. Tổ tự nhiên thắng. Xong rồi. 2 set. Tổ tự nhiên thắng 2 set. Xin chào cả nhà nhé. Như vậy là trận bóng giao lưu giữa hai tổ, tổ khoa học tự nhiên và tổ sao số hội đã kết thúc lại, và tổ tự nhiên đã thắng 2 set.